35 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. 56 thí sinh trải qua 3 phần thi, trang phục áo dài, người đẹp thời trang và phần thi áo tắm. Hoa hậu Việt Nam 2022 đã đi được nửa chặng đường, xuyên suốt các buổi tập luyện, thí sinh không ngừng nỗ lực nhằm cải thiện bản thân và mang đến những phần thể hiện xuất sắc nhất. Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày 26 tháng 11 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Mở màn đêm chung khảo là tiết mục đồng diễn với áo yếm trên nền ca khúc Bạn đến từ đâu qua sự thể hiện của Lưu Hiền Trình và Shin Hồng Vịnh. Các thí sinh với trang phục áo yếm trắng, hồng cùng hoa sen đại diện cho ba miền cùng hội ngộ trên sân khấu của Hoa hậu Việt Nam 2022. Các thí sinh vòng chung khảo toàn quốc bước vào phần thi trang phục áo dài trong các bộ sưu tập Bạch Liên của nhà thiết kế Song Toàn, Quê Cát của nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu và Nét Xuân của nhà thiết kế Việt Hùng. Những thiết kế áo dài pha trộn giữa truyền thống và hiện đại được các thí sinh trình diễn duyên dáng, uyển chuyển, từ đó tôn lên nét nữ tính duyên thầm của người phụ nữ Việt. Tiếp sau đó, nam ca sĩ Mai Tiến Dũng xuất hiện trên sân khấu trong màn trình diễn sôi động mang tên Cứu lấy anh đi. Xuất hiện cùng anh trong tiết mục này có 56 thí sinh với trang phục bikini quyến rũ, nóng bỏng khiến sân khấu bùng nổ, sôi động. Trong đó, thí sinh nhận được bình chọn nhiều nhất là cái tên đầu tiên lọt vào top 35 chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022, đó là số báo danh 400 của Lê Minh Anh. Danh sách công bố 35 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 ở link bên dưới phần comment. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên follow chúng mình để nhận được những tin tức hot nhất nhé!